Yes. Alamaz. Holmes. Alamaz. Rogan. Joke on top. Holmes. Xin mời anh em đến với trận đấu tiếp theo của trận đấu thứ tư. Cho so. Ôi ôi, hai xiềng một đấy xì đi kìa. Quân đội bạn đẹp quá. Rồi chúng ta toàn quân cùi thôi. Căng căng. Quần cứ thế này thì đấu cũng khó. Bên kia hai xiang, một AC và một Minuan. Rồi chúng ta là Maxi Kata cho Son và Minuan thôi. Min mà cân với Min đi. Kata cho Son Maxi. Cân với hai xiang, một AC trong trận đấu này. Thực sự là nhiệm vụ gọi là bất khả thi rồi. Nhiệm vụ bất khả thi. Đồ dành cho thứ trận này là tươi. Đây là tễu. Tễu cầm Minuan. Nhiệm vụ sẽ phải đánh cung Nga. Cầm cung duy nhất bên phía của Song Hà. Nhưng nhà vẫn đang rất rộng nhá. Nhà vẫn đang là rất rộng. Đây là lớp cầm Maxi. Hai xiềng bài nhiệt thì họ cũng vẫn là dễ đánh hơn chúng ta. Kể cả là xiềng bài nhiệt lên muộn thì đây là cái map Gigantic chứ không phải là map La. Rồi nhất đây. Cảm giác có cái gì đấy hãm hãm ý. Anh em cho hỏi là không biết 49 của Akiho thấy chưa? Ngọc Oanh thì giờ chắc là ọp rồi. Ọp rồi. Đồng hành cùng anh em khá lâu rồi. Giờ này thì không thấy Ngọc Oanh hot nữa. Trở lại với Xuân Thứ. Alamaz.
Con tê của Mèo Mèo lại đang đẩy vào nhà của Xuân Thứ thế này. Là quá khó đánh dành cho chúng ta. Cái thế quân này thì không biết là làm thế nào để giành được chiến thắng. Và tỷ số là 0-2. Đội bạn còn đi dâng Nga vào nhà của Minwan đến từ Tễu thì đỡ.